Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ten Anime. Cậu bé Nobi Nobita từ lâu đã luôn được người đời ca tụng khi luôn hội tụ đầy đủ những đức tính như hậu đậu, lười biếng, học dở, chơi thể thao dở, đến gương mặt cũng không mấy điển trai, cùng vân vân và mây mây những tật xấu mà kể đến sáng mai cũng chưa hết. Nếu những thanh niên men ở những bộ truyện khác vô cùng hào nhoáng với những năng lực hơn người, thì anh men nhà mèo ú lại có cái kiểu đi ngược với số đông. Thế nhưng, đây thực ra chỉ là một cú lừa bác tác giả dành cho chúng ta mà thôi. Nếu bạn nào mà chơi thân với Nô như Ten Anime chúng tớ, thì chắc chắn các bạn sẽ phải trầm trồ công nhận Nobita thực chất là một thiên tài đấy nhá. Các bạn có tin không nào? Trong video ngày hôm nay, Ten Anime sẽ chứng minh cho cả nhà thấy Nobita thực sự là một thiên tài, không phải dạng vừa đâu. Cùng bắt đầu ngay thế nào? Hình như tôi chiều các em quá rồi, nên là các em hư đúng không? Một, thiên tài bắn súng. Nobita nhà ta coi vậy thôi, chứ là một tay thiện xạ đỉnh của đỉnh. Nobita mà bắn thì phải gọi là bách phát bách trúng. Mỗi khi đưa súng lên để bắn, Nobita đều vô cùng nghiêm túc, tập trung, cân nhắc rất kỹ, giống như trở thành một người hoàn toàn ngược lại với cậu bé Nobita cẩu thả, hậu đậu thường ngày. Đường học anh thua chứ mấy cái đường mà vừa đua ngựa, vừa bắn súng cao bồi hay lên vũ trụ bắn ác nhân thì anh chấp hết nhá. Hai, Nobita vô cùng khéo léo, tỉ mỉ chứ không hề hậu đậu. Mình còn đặt tên cho nó là sao chổi nữa. Có vậy thôi hả? Thắt dây là một trò chơi đòi hỏi sự tỉ mỉ và óc logic rất cao. Có một đôi tay khéo léo thôi là chưa đủ, bạn còn phải có một cái đầu biết sắp xếp và quan sát. Vậy mà Nobita lại là một cao thủ trong trò này. Dù mỗi lần đem khoe sản phẩm lại bị đám bạn cười thối mặt. Mấy cái trò cũ rích này mà không hiểu sao cậu vẫn còn chơi được. Nói về thắt dây thì tớ chỉ có thể thắt được hình ngôi sao 5 đến 6 cánh thôi. Vậy mà Nobita lại chơi luôn được cả mấy quả hình phức tạp như hình tháp Tokyo trong 2,17 giây, cây cầu trong 3,75 giây, hình giải ngân hà, hay thậm chí là hình gương mặt của mẹ cậu cũng đan được dây nốt. Quá xuất sắc à. Chưa kể, Nobita còn có thể chơi Kendama rất giỏi, một trò chơi của trẻ em Nhật Bản đòi hỏi sự cẩn thận, kiên nhẫn, khéo léo. Cậu bé hậu đậu năm ấy đi đâu cũng bị đuổi, thực chất là một người vô cùng khéo léo, tỉ mỉ nhá. Hình ngọn núi phú sĩ, hai chim ưng, ba trái cà tím. Ba, Nobita chạy siêu nhanh. Có động đất, có động đất. Chuyện gì ồn ào quá vậy nè, động đất hả? Trong mỗi tiết thể dục hay những lần thi đấu bóng chày, Nobita luôn về sau cùng và để vượt mất cơ hội chiến thắng vì cậu chạy quá chậm. Nếu đem so với Chaiyan hay Sunio thì Nobita quả là chậm hơn vì hai ông bạn kia luôn về đích sớm hơn và đứng đợi sẵn để cười vào mặt Nô. Thế nhưng, sự thật hoàn toàn ngược lại. Chẳng qua là Nô chưa bật mốt thôi nhá. Dăm ba cái cuộc chạy lấy điểm, lấy thành tích, anh đây không để tâm đến. No safe. Bọn cậu muốn là Nobita hậu đậu đó, cờ vào mặt hay sao? Thiên tài điền kinh Nobita chỉ dùng đuôi chân thần tốc của mình để sinh tồn mà thôi, chấp luôn cái bọn gâu gâu bốn chân. Mỗi lần bị chó rượt là Nô chạy trước, chó chạy theo sau chứ hiếm có đứa bốn chân nào đuổi kịp được Nô. Mà dù có đuổi kịp để tát yêu một phát thì cũng phải tắt nắng vì quá đuối. Còn Chaiyan và Sunio thì làm gì có cửa, bằng chứng là mỗi lần chuẩn bị ra trận đánh nhau, cả Chaiyan và Sunio vẫn là bốn chân, hai người, có khi kéo cả đám bạn thay nhau lục soát các góc cách, vẫn không có đuổi bắt được Nobita. Vì Nobita đã chạy nhanh về nhà, leo lên phòng ngủ được 10 giấc. Ai còn dám bảo Nobita chạy chậm như rùa không nào? Đó là tại cậu tự ý lấy nó mà. Đừng có đổ lỗi cho mình vậy chứ. Cậu còn chạy nữa hả? Nobita mau đứng lại. 4. Óc sáng tạo tuyệt vời. Nhấn nút này để sao chứ? Nói về sáng tạo thì trong Doraemon, ngoài cô họa sĩ truyện tranh Jaiko, hiếm có ai qua được thánh Nobita. Dù trông có vẻ ngốc như con cóc, nhưng Nobita vẫn thường nảy ra những ý tưởng vô cùng hợp lý cho những tình huống hiểm nghèo, đặc biệt là những tập truyện dài. Jaiko sáng tạo kiểu nghệ sĩ, còn Nobita sáng tạo theo kiểu linh hoạt và thực dụng. Mà đặc biệt là ông tướng này hay áp dụng sự sáng tạo của mình lên các bảo bối của mèo ú. Nobita sẽ luôn nghĩ ra những cách dùng mới cho các món bảo bối, cùng những trò quậy phá muốn banh cả cái hành tinh này luôn. Đặc biệt là tạo ra quái vật, người chim, khủng long và sai khiến cả ma quỷ luôn cơ đấy. Không gì là không làm được. Ở đây, chúng tôi không gọi đó là dùng bảo bối sai cách, chúng tôi xem đó là dùng bảo bối một cách sáng tạo.
Mình là Nobiko đây. Và hơn thế nữa, chúng ta đều biết trong tương lai, Nobita đã trở thành một nhà nghiên cứu về máy móc cùng với nhiều giả thuyết cho rằng Nobita chính là một trong những người tạo ra Doraemon trong tương lai. Điều này càng chứng tỏ Nobita có một cái đầu thuộc dạng siêu phàm, chẳng qua là hơi lười biếng tí thôi, chứ nô mà tập trung thì đâu phải vào đấy. Vui lắm. Mình có dễ bại gì đâu chứ. Nãy giờ mình đang thiết kế một chiến hạm mới đó nha. 5. Nobita rất có óc kinh doanh. Mình đảm bảo sẽ giúp cậu giữ nó an toàn. Cất giữ giùm nguyên đống này chỉ lấy có 10 yên thôi à. Rất nhiều lần trong những lần dùng bảo bối một cách sáng tạo, Thánh Nô đã thể hiện một cách vô cùng quyết liệt ước muốn và óc kinh doanh của mình, cùng những pha khởi nghiệp đi vào lòng đất, dù cho mèo ú ra sức ngăn cản. Nhưng tôi thấy điều này lại vô cùng hợp lý đấy chứ. Có cơ hội thì dại gì mà không làm giàu để có thêm chút tiền tiêu vặt, có khi lại thành trụ cột gia đình khi mới học tiểu học cũng nên. Tụi cậu muốn làm gì làm. Cá nhân viên hãy nghe đây, kể từ ngày hôm nay tất cả mọi người sẽ gọi tôi là ngài chủ tịch nha. Nobita đã vài lần dùng bảo bối tạo ra những gian phòng để cho thuê, kinh doanh bằng dịch vụ giữ đồ và vận chuyển đồ. Toàn là những dự án hay ho, giá cả thì phù hợp, rất biết cách quảng cáo và chiều chuộng khách hàng hết lòng. Cho phép đậu xe. Em giúp mấy anh giữ cái xe này nha, chỉ cần 10 yên thôi. Thật hả? Cảm ơn em nhiều, chỉ cần một tiếng thôi. Dạ, anh yên tâm, em biết. Phải mà mấy cái dự án kinh doanh này được ủng hộ và duy trì lâu dài, thì chẳng mấy chốc chúng ta có một đại gia Nobita giàu có và hào nhoáng còn hơn cả đại gia Gatsby huyền thoại ấy chứ. Có vấn đề về bài tập, tập đoàn Nobi sẽ giải quyết tất cả, chỉ với 10 yên một bài. Cậu thấy sao hả? 6. Tài thuyết phục siêu đỉnh. Cậu làm gì mà tức giận dữ vậy? Có ai làm gì đâu. Không được, đừng mà. Đó không phải là một trò chơi hay đâu. Để coi nha. Để mượn được bảo bối và được tự do dùng bảo bối một cách sáng tạo, Nobita đã thể hiện năng lực thuyết phục siêu đỉnh của mình. Bằng chứng là mèo ú luôn không muốn cho ông bạn này mượn bảo bối, nhưng cứ bị Nô đưa ra vài ba luận điểm là siêu lòng ngay. Không riêng Doraemon, Nobita đã vài ba lần thương lượng được với Giant để tránh bị ăn đòn, thuyết phục được Shizuka đi chơi cùng mình. Và đến đây khi Suki, crush của mọi nhà, cũng chịu chỉ bài cho Nô. Nói vậy là mình đã hiểu rồi, chắc chắn là cậu không có món bảo bối nào lợi hại như vậy chứ gì. Vậy thì lấy cho mình mượn đi. Thấy chưa, đã nói là cậu không có rồi mà. Đọc sách cho cậu ta nghe và tham gia vào một số trò chơi có ngu có thưởng của nhóm bạn Nobita. Bên cạnh đó, thành công nhất là vụ thuyết phục cô bé Shizuka trở thành vợ của mình. Nobita không chỉ dùng lời nói mà dùng cả hành động để thuyết phục người ta đấy nhá. Không, quên chuyện đó rồi. Năng nảy đó, xin cậu đó, mình muốn trở thành con gái một lần cho biết. Còn cậu cơ. Nếu được trao tặng cho Nô một danh hiệu, chúng tôi xin vinh danh cậu là một nhà thuyết phục học tài ba. Thuyết phục của Nô khác với lẻo mép của Sunio à nha. Ngày nào cũng giống như ngày nào, cậu luôn muốn nhờ mình làm bài tập giùm mà. Nhưng mà nếu cậu không giúp mình thì mình sẽ không làm kịp đâu á. 7. Khả năng thích nghi cực kỳ tốt. Mấy ông muốn tới đây á, đây bọn họ cười nhạo bởi vì mình không biết bài, mình không muốn. Trong những cuộc du hành của nhóm bạn, dù là thanh niên yếu đuối nhất team, có khi còn được xem là cục tạ vàng của cả nhóm, nhưng không thể phủ nhận là Nobita có khả năng thích nghi cực kỳ tốt. Yếu đuối chỉ là lúc đầu thôi, Thánh mà bật mốt là đâu lại vào đấy cả. Có lẽ vì nhờ có Haki con cưng mà Nobita từ cục tạ vàng ở đầu câu chuyện, càng đi sâu xa lại dần trở thành vị anh hùng, thành công trong việc giải cứu những hành tinh khác, kết giao thêm nhiều bạn bè hơn, năng lực chiến đấu của Nô cũng tăng lên đáng kể, bất kể mọi địa hình như ngoài vũ trụ, dưới lòng đại dương. Đúng là thiên tài bơi lội hiếm thấy trên thế giới này, thiệt là tự hào á. Không chỉ trong những chuyến phiêu lưu, Nobita thường ngày vẫn là một thanh niên thích nghi siêu phàm, khi mà cậu bé vẫn có thể sống tốt trong cuộc sống, mà cứ đến lớp là bị thầy giáo mắng phạt, ra về lại bị bạn bè cà khịa, đánh đập, về đến nhà thì bị mẹ mắng vì bài tập điểm 0, mà bà Nobi mắng thì vô cùng kinh dị nhá, có khi mấy tiếng đồng hồ, thế mà ông con vẫn có thể rơi vào giấc ngủ khi đang bị mắng. Đây cũng là dấu hiệu của một thiên tài cả nhà. Theo thống kê, người bình thường trung bình chỉ cần 10 đến 15 phút để chìm vào giấc ngủ, nhưng không, chỉ cần 0,93 giây thôi là Nobita đã ngáy về nơi xa lắm rồi. Mà tôi lỡ rồi mà. Cứ mặc kệ nó. 8. Nhà lãnh đạo tài ba. Nhưng hãy nghe chủ tịch nói đây, hãy làm việc chăm chỉ vì tập đoàn Nobi. Dạ đó. Tập đoàn Nobi là cái gì ạ? Người lãnh đạo không phải là người mạnh nhất, mà là người được mọi người tin tưởng và nể phục nhất. Nếu tính về sức mạnh thể chất thì Chaiyan là nhất, mạnh về kinh tế thì có Sunio, mạnh về tư duy thì có Dekisuki. Nhưng Nobita vẫn thường là nhà lãnh đạo tốt nhất, và cậu bé này mạnh về ý chí. Mình sẽ đụng cho bằng được. Tuy có phần nhút nhát, nhưng chúng ta cũng từng có một tập truyện khi cả lớp phải tham gia cuộc thi thể thao, đi chân rết ở trường. Nobita lúc này đã đóng vai trò là một nhà lãnh đạo cực kỳ tốt. Mình sẽ các cậu ở sân bóng đó.
cậu ta rất thông minh từ việc lên kế hoạch tập luyện, kích động tinh thần các bạn, hướng mọi người đến lợi ích và mục đích chung. Đặc biệt hơn, Nobita cũng nhìn nhận được rằng trò chơi đi chân giết cần có một người đầu tàu có sức mạnh, chứ không phải ai cũng có thể làm được. Cậu ta đã hết lòng chiêu mộ Chaiyan và thuyết phục được Chaiyan tham dự cuộc thi, từ đó mà cả lớp giành được chiến thắng. Không những vậy, Nobita còn nhiều lần lên kế hoạch cho những trò chơi nhập vai từ bảo bối rất cừ, và trong những chuyến phiêu lưu, Nobita vẫn thường xuyên là người dẫn đầu, thúc đẩy nhiệt huyết và lòng dũng cảm trong cả nhóm. Nếu Nobita cũng còn cố gắng như vậy, thì con gái tụi mình cũng phải cố lên mới được các cậu. Vừa rồi là những minh chứng hùng hồn cho sự thật đã được che giấu một cách khéo léo trong suốt hơn 50 năm qua. Có ai bị lừa không nào? À mà theo các bạn, thì thánh Nobita còn có những siêu năng lực nào khác không? Hãy comment để chúng tớ nhìn thấy cánh tay của các bạn nhé! Và đừng quên nhấn nút like và subscribe để trở thành những người xem đầu tiên của Chen Anime trong những video tiếp theo nhé. Tạm biệt cả nhà. Vì mọi người đã may mắn tìm thấy tôi, tay súng điện xạ nhất hành tinh này. Tôi sẽ giúp cho chị.